Kính chào quý vị và các bạn. Tại đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ 19, cùng với việc đánh giá làm rõ những thành tựu kinh tế xã hội đạt được của nhiệm kỳ thứ 18, với tinh thần tự phê bình và phê bình, đại hội đã chỉ rõ một số hạn chế yếu kém, trong đó công tác giải phóng mặt bằng được đánh giá là còn khó khăn, dẫn đến tiến độ thực hiện nhiều dự án còn chậm. Đây chính là điểm nghẽn, là nút thắt trong phát triển kinh tế xã hội mà đại hội xác định cần phải có quyết tâm cao, nỗ lực lớn, tập trung tháo gỡ trong nhiệm kỳ 2020-2025 này. Thực hiện chương trình hành động đưa nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 vào cuộc sống, bắt đầu từ tháng 6 này, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên chính thức mở chuyên mục Tháo nút thắt trong giải phóng mặt bằng. Chuyên mục sẽ phản ánh về kết quả, bài học kinh nghiệm, cách làm sáng tạo cũng như những khó khăn vướng mắc về cơ chế chính sách trong thực hiện giải phóng mặt bằng ở các địa phương trong tỉnh. Chuyên mục Tháo nút thắt trong giải phóng mặt bằng sẽ có trên sóng Đài Hưng Yên lúc 20h15 phút thứ tư hàng tuần và được đăng tải trên các hạ tầng mạng xã hội của đài. Trong chuyên mục số đầu tiên hôm nay, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng theo dõi phóng sự Yên Mỹ, điểm sáng trong công tác giải phóng mặt bằng. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Đây là địa phận thôn Lạc Cầu, xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ. Đầu năm 2019, khu đất rộng 3,5 hectare này vẫn là đồng lúa. Đến tháng 4, khu đất này được giải phóng mặt bằng, bàn giao cho doanh nghiệp. Chỉ 6 tháng sau, một nhà máy sản xuất kết cấu thép, nhà xưởng tiền chế đã mọc lên và đi vào hoạt động, giải quyết việc làm cho 100 lao động địa phương với mức lương hấp dẫn. Công ty cũng rất nhiều ưu đãi ngộ, chế độ lương thưởng, bảo hiểm bảo hiểm là đầy đủ. Thế còn lương cơ bản thì cũng từ dao động từ 15 đến 17 triệu. Việc xây dựng được nhà máy nhanh, đi vào hoạt động sớm hơn dự kiến, giúp doanh nghiệp này chiếm lĩnh được thị phần, đạt doanh thu cao, chính là nhờ vào công tác giải phóng mặt bằng. Được sự quan tâm chỉ đạo của tỉnh Hưng Yên, với lại phối hợp với lại ban giải phóng mặt bằng huyện Yên Mỹ, cùng với sự ủng hộ của bà con nhân dân địa phương, nên là công tác giải phóng mặt bằng của chúng tôi được rất thuận lợi, góp phần cho công ty đi vào hoạt động rất là nhanh chóng. Doanh thu của chúng tôi là năm 2020 là đạt được khoảng 450 tỷ trên năm, đã nộp vào ngân sách nhà nước là 2 tỷ 3. Đầu tư sau công ty cổ phần xây dựng Vicco ít tháng, kế bên là công ty cổ phần nhựa Tuệ Minh cũng nhận được sự hỗ trợ, tạo điều kiện rất thuận lợi của địa phương để sớm có mặt bằng triển khai dự án. Công ty cổ phần nhựa Tuệ Minh về địa bàn huyện Yên Mỹ đầu tư với cái dự án là nhà máy sản xuất các sản phẩm nhựa bằng lát tích. Trong quá trình đầu tư được các cấp chính quyền huyện Yên Mỹ cũng như ban quản lý dự án của huyện Yên Mỹ tạo điều kiện thuận lợi, ban đầu từ xúc tiến đầu tư cho đến đền bù giải phóng mặt bằng cho bà con, sau đó là triển khai để thực hiện xây dựng nhà máy và đưa vào sản xuất. Thời gian mà đền bù và giải phóng cho bà con thì nó diễn ra rất là nhanh, thậm chí doanh nghiệp Tuệ Minh lại nằm trên địa bàn hai xã là xã Giai Phạm và xã Đồng Than. Thế nhưng đền bù cho bà con chỉ thực hiện duy nhất trong vòng một ngày, vào ngày cuối cùng của năm. Thế nên bà con cũng rất là vui mừng và doanh nghiệp cũng rất là vui mừng. Dự án đường quy hoạch 34 kéo dài, nối đường tỉnh DT376 với đường huyện DH45, có chiều dài hơn 2 km qua hai xã Ngọc Long và Thanh Long. Dự án chiếm dụng hơn 7 hectare đất canh tác của bà con nông dân. Nhưng nhờ làm tốt công tác tuyên truyền để nhân dân hiểu rõ lợi ích dự án đem lại, cộng với việc công khai, minh bạch trong các bước của quy trình thu hồi đất, nên sau 3 tháng triển khai, 100% hộ dân đã nhận đền bù, bàn giao đất, tạo điều kiện cho đơn vị thi công triển khai dự án đúng tiến độ. Của tôi chỗ đấy là hơn 400 m². Lúc mà được thông báo là lấy ruộng diện tích của nhà chúng tôi để làm đường thì chúng tôi cũng là nhất trí, là đây là chủ trương chính sách của Đảng thì chúng tôi chấp hành. Tiền đền bù đất này, thế rồi tiền cây này, thế của chúng tôi là nói chung hoa màu là đền bù của tôi là thỏa đáng rồi. Dự án này thì huyện và xã cũng giải phóng bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công rất là nhanh chóng, cũng đảm bảo tiến độ. Đến nay đơn vị cũng thi công được khoảng 50% khối lượng hợp đồng. Không chỉ có dự án đầu tư công mà các dự án giải phóng mặt bằng của doanh nghiệp, dự án giãn dân trên địa bàn xã Ngọc Long đều được triển khai thuận lợi nhờ sự vào cuộc bài bản, thấu tình, đạt lý giữa chính quyền với người dân. Địa phương của chúng tôi ấy, tiếp nhận tổng số 7 dự án. Chúng tôi là có cái sự thống nhất chỉ đạo từ cấp ủy chính quyền, từ xã đến thôn để vận động thuyết phục người dân hiểu rõ và người ta tự nguyện để mà thực hiện các cái dự án này. Với phương châm dễ làm trước, khó làm sau,
lắng nghe dân, nói để dân hiểu và dân đồng thuận trong giải phóng mặt bằng là kinh nghiệm tốt mà xã Đồng Than đang thực hiện. Tính đến thời điểm này là có 10 các doanh nghiệp đã và đang đầu tư dự án trên địa bàn. Thì đến nay thì đã có 8 công ty doanh nghiệp đã hoàn tất các thủ tục hồ sơ liên quan đến chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Còn 2 doanh nghiệp nữa thì đang tiếp tục thực hiện cái dự án. Cả hệ thống chính trị trong toàn xã phối hợp với cả dưới cơ sở thôn làm rất là tốt. Thì công tác khiếu kiện đơn thư đến thời điểm này là không có. Trong thực tế quản lý đất đai ở cơ sở, nhiều địa phương có đất công điền cho đấu thầu, thuê khoán dài hạn. Đến khi cần sử dụng thu hồi thì gặp không ít khó khăn do hợp đồng chưa kết thúc, dẫn đến thiệt hại tài sản của dân. Song nhờ làm tốt công tác dân vận, những nút thắt tưởng chừng khó gỡ nhưng được người dân hợp tác đã được gỡ bỏ. Thời gian là để hết hợp đồng thì đến tháng 2 năm 2021, Ủy ban dân xã đã tuyên truyền thì hộ đã chấp thuận là trả cho cái tháng 10 năm 2020. Ban đầu là cũng gặp rất nhiều khó khăn nhưng là cũng tuyên truyền thì các hộ dân thì cơ bản là cũng đã chấp thuận, thì đã trả lại cái diện tích cho Ủy ban dân xã làm chủ đầu tư để là lấy cái khu đấu giá của tập trung của xã. Lúc này ngoài trời nhiệt độ lên tới 38-39 độ C, nhưng trên cánh đồng thôn Xuân Tảo của xã Trung Hòa vẫn có nhiều tốp người không quản nắng nóng, khẩn trương đo đạc, kiểm đếm đất đai và tài sản trên đất, phục vụ công tác giải phóng mặt bằng khu công nghiệp Viglacera Yên Mỹ. Với tinh thần làm đúng, trả đủ, luôn công bằng, cấp ủy chính quyền xã Trung Hòa cùng 327 hộ dân canh tác trên diện tích 46 hectare đất giai đoạn 1 dự án đang tích cực phối hợp với các cơ quan chuyên môn và nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để dự án sớm được triển khai xây dựng. Theo số liệu tổng hợp riêng của Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Yên Mỹ, chỉ tính từ năm 2019 đến nay, Ban đang triển khai 57 dự án giải phóng mặt bằng với tổng diện tích đất cần thu hồi là hơn 222 ha. Và trong giai đoạn 2020-2025, Yên Mỹ vẫn được xác định là địa bàn trọng điểm của tỉnh trong phát triển hạ tầng và thu hút hợp tác đầu tư. Vì vậy, công tác giải phóng mặt bằng luôn là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của huyện mà các xã, thị trấn và cơ quan chuyên môn cần thực hiện tốt. Để làm tốt công tác giải phóng mặt bằng trong thời gian tới thì chúng tôi thấy rằng cái việc mà các cái đơn vị được giao thực hiện cái công tác giải phóng mặt bằng phải bám sát cái văn bản cái quy định của pháp luật, quy định của tỉnh về các cái chế độ chính sách để thực hiện đúng đủ, để tránh ý kiến thắc mắc của người dân. Thứ hai là cũng phải cùng với các cái ngành đoàn thể tập trung tuyên truyền, vận động và phổ biến các cái chế độ chính sách kịp thời cho người dân để người dân nắm được. Trong thời gian vừa rồi thì chúng tôi thấy rằng là cái việc mà để người dân mà đồng thuận cao trong các cái việc mà thu hồi đất, thực hiện dự án trên địa bàn huyện thì cái việc là công khai minh bạch các cái cơ chế độ chính sách và kịp thời giải quyết những cái thắc mắc kiến nghị của người dân. Khi mà chúng ta giải quyết đáp ứng được những cái ý kiến đề nghị của người dân kịp thời thỏa đáng thì người dân cũng sẽ hiểu và sẽ ủng hộ cái chủ trương của nhà nước. Thời điểm này, huyện Yên Mỹ có 6 khu công nghiệp với hàng trăm công ty doanh nghiệp đang hoạt động, tạo việc làm cho hàng chục nghìn lao động địa phương, góp một phần ngân sách quan trọng để tỉnh Hưng Yên tự cân đối thu chi ngân sách và có phần điều tiết về trung ương. Kết quả này trước tiên có sự đóng góp đồng thuận của những người dân dành đất cho dự án, sau là sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nên công tác giải phóng mặt bằng ở Yên Mỹ đã và đang không còn là nút thắt, là rào cản, mà đang là động lực để Yên Mỹ phấn đấu trở thành đô thị loại 4 trong nay mai.